Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ đọc Chuyến phiêu lưu kỳ thú của Tini. Bên bờ hồ bí ẩn có một cô gái tên là Tini sinh sống. Cô bé thường dành cả ngày để làm những việc mà mình yêu thích, và hàng đêm cô kể lại tất cả cho chị gái nghe. Vốn tính tò mò thì Tini luôn thắc mắc về cái hồ cạnh nhà. Có điều gì đó rất bí ẩn về cái hồ này, cô bé quyết định tự mình khám phá. Nhưng trước tiên cô bé cần chuẩn bị. Cô quyết tâm học bơi và tập luyện mỗi ngày để thành một người bơi giỏi. Cuối cùng Tini đã sẵn sàng. Cô bé đi thẳng ra hồ, tâm trạng rất phấn khích. Cô chạm thử vào dòng nước, nhìn xuống mặt hồ. Tini chuẩn bị nhảy, nhưng đột nhiên trong lòng cô tràn ngập sự lo lắng. Hồ nước rất sâu, sao có thể biết được những gì đang ẩn dưới mặt hồ? Cảm thấy hơi run về kế hoạch của mình, Tini chợt nghĩ đến chị gái của cô luôn sợ thử nghiệm những điều mới mẻ, nhưng chị ấy chưa bao giờ bỏ cuộc. Tini cũng sẽ không bỏ cuộc. Cô bé gạt nỗi sợ hãi, hít một hơi thật sâu và nhảy. Một cái, nỗi sợ chợt tan biến. Giờ đây Tini đang bơi trong hồ nước. Nhiều cá quá, đủ mọi hình dạng, kích thước và màu sắc khác nhau. Vẫn chưa hết tò mò, Tini muốn bơi xuống sâu hơn nữa. Chẳng mấy chốc cô đã bơi cũng những sinh vật kỳ diệu mà cô chưa từng thấy trước đây, và chúng cũng chưa từng thấy Tini bao giờ. Càng xuống sâu hơn nữa, cô bé bơi qua những sinh vật có những cái miệng như kính vạn hoa. Trong một khoảnh khắc hãi hùng, Tini nghĩ cô bé có thể sẽ bị ăn thịt, nhưng những sinh vật này chỉ nhẹ nhàng tránh ra. Đến lúc này, cô bé gần như không nhịn thở được nữa. Tini thông minh đã tìm thấy những bong bóng đặc biệt giúp cô bé thở được. Cô bé chui đầu vào những bong bóng đó và tiếp tục chơi đùa với những người bạn mới. Chưa bao giờ cô bé cảm thấy đã đến thế. Hồ nước thật tuyệt đẹp và thú vị biết bao. Nhưng đã đến lúc Tini phải về nha. Tini không thể đợi lâu hơn để kể cho chị của cô về chuyến du ngoạn dưới nước hôm nay của cô. Không biết chị ấy sẽ nghĩ sao nhỉ? Cô bé tự nhủ sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Cô hiểu ra rằng mình có thể làm bất cứ điều gì miễn là có quyết tâm. Ánh mắt trời ấm áp nhảy nhót trên lưng cô bé. Tini tự hỏi làm gì tiếp theo đây nhỉ? Và bye bye các bạn nha. Và mình cũng đã đọc xong câu chuyện Chuyến phiêu lưu kỳ thú của Tini đây. Có huy chương của các bạn đây. Lên bye bye các bạn nha.